Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Thảo Dược Người Dao. Hôm nay A Xuân xin gửi đến các bạn về một cái cây thuốc rất là quý. Và cây thuốc này thì thật sự là trong hơn 6 năm đi rừng của A Xuân thì hôm nay là lần đầu tiên được bắt gặp một cái cây thuốc quý mà nó lại to như thế này. Đây, bây giờ A Xuân sẽ zoom cho các bạn xem trực tiếp cái cây thuốc này. Đây, đây chính là cây thuốc mà A Xuân muốn giới thiệu cho các bạn. Cây thuốc này thì chắc phải tuổi đời của cây này phải hơn cả tuổi đời của A Xuân. Chắc cây này phải tầm 40-50 năm rồi. Đấy, nó bám vào một cái thân cây rất là to. Cây này phải 4-5 người ôm mới ôm nó xuể được cái cây thân gỗ kia. Còn cây thuốc thì cây thuốc mà A Xuân muốn nói đến là chính là cái cây này này, cây ở giữa màn hình như này. Nên nó leo lên ở trên kia rất là cao. Vâng, vừa nãy khá là sáng cho nên A Xuân vừa giảm độ sáng đi để cho các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn cái lá của cái cây này này. Không biết các bạn gọi là gì. Thường thường thì A Xuân chỉ gọi những cái vị thuốc theo tiếng địa phương thôi, còn tên phổ thông thì A Xuân không biết gọi cây này là gì. Nếu mà các bạn có thấy được cái clip này thì các bạn có thể cho A Xuân xin cái tên phổ thông của cái vị thuốc này. Còn bây giờ thì A Xuân sẽ mô tả chi tiết về cái cây thuốc này cho các bạn xem. Đây thưa các bạn, đây chính là cái phần lá của cây này này. Lá của cây này nó rất là to. Không phải là lá này nhé các bạn nhé. Đây, A Xuân vừa cắt ra một đoạn cành có lá đây. Lá của nó khá là to, nó bằng, có những cái lá nó phải bằng hai bàn tay. Đấy, còn những lá nó to hai bàn tay. Và lá của nó mọc đối với nhau. Ở cái gốc lá thì lúc nào cũng có một cái tua quấn đây. Quấn để nó bám vào những cái thân cây xung quanh nhé. Đấy. Đây này. Và lá của cái cây này nó khá là cứng. Khi mà chúng ta không đeo găng ấy, tay không thì chúng ta sờ vào thì cảm giác nó nhám nhám. Và đây, nó rất là giòn. Một đặc điểm rất là dễ nhận biết của cái cây thuốc này thì lá nó to, nó mọc đối và lá nó rất là giòn. Với lại cành của nó thì lúc nào nó cũng có những cái chấm chấm màu nâu như thế này. Đấy, kể cả cành non hay cành già thì nó vẫn có. Đây. Đây, có những cái chấm chấm như thế này này. Đây, vừa rồi A Xuân đã chặt được một cái khúc nhỏ nhỏ để giới thiệu cho các bạn. Và A Xuân sẽ tìm lại. Đây, A Xuân đang tìm lại cái đoạn mà A Xuân vừa chặt. Đấy, nó bám vào dưới đất. Chỉ chặt một đoạn này cho các bạn xem thôi. Đây, còn đây, chính xác là nó như thế này này. Đó, nó có từng thớ này rất là đẹp luôn. Đó, đây này, để cho các bạn nhìn rõ hơn, mình sẽ... Đây chính là cái mặt cắt của cái cây thuốc này. Vị này ở trên A Xuân gọi là quàng đìa nhau. Đấy, cây quàng đìa nhau này thì nó rất là tốt đối với cái bệnh xương khớp. Những cái bệnh mà thoái hóa này, vôi hóa này, bệnh thoát vị đĩa đệm này, chèn ép thần kinh, đau thần kinh tọa đấy, viêm đa khớp các kiểu. Nói chung là những cái vấn đề mà xương khớp thì không thể thiếu cái cây này. Cái thứ hai nữa là những cái trường hợp mà bị sa tử cung này, bị bệnh trĩ này, cũng đều phải dùng đến cái cây thuốc này. Không biết là chỗ các bạn có dùng không, nhưng mà chỗ của A Xuân thì lúc nào cũng phải có cái cây này. Đây chính là cây quàng đìa nhau nhá các bạn nhé. Ở trên A Xuân Người Dao ở trên này thì hay sử dụng cây này để chữa các bệnh về xương khớp này, các bệnh hậu sản này, đấy, bệnh trĩ này, sa tử cung này, đấy, những cái bốn cái loại bệnh đấy là không thể thiếu cái cây này được.
Đấy. Chị em phụ nữ sau sinh thì chúng ta phải dùng cái, phải có cây này. À, chúng ta sẽ dùng những cái cành, những cái cành cây như này, những cái cành nhỏ nhỏ như thế này, cuốn vào, xong là khi nào mà chúng ta đun để tắm ấy thì chúng ta sẽ chặt chặt nhỏ ra, lấy cả phần lá, cả cái phần cành non như thế này. Đấy, đấy là trong cái trường hợp mà không chúng ta không tìm được cái những cái đoạn, những cái cây già như thế này thì chúng ta phải sử dụng những cái cành nhỏ như thế kia. Đấy. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip ngày hôm nay. Hy vọng đây là những cái thông tin hữu ích cho các bạn tham khảo. Nếu mà các bạn cảm thấy clip này hữu ích hay thì vui lòng cho A Sơn một đăng ký và chia sẻ, đồng thời là để lại những cái bình luận cho A Sơn. A Sơn sẽ tiếp thu những ý kiến đóng góp của các bạn. Xin chân thành cảm ơn.